Anh đi theo em xuống đây mình bắt con gà. Đấy các bạn ạ, hôm nay về nhà bắt gà thịt, hai anh em bắt gà và cái kết xem có được không. To phết nhỉ em nhỉ. Ô, con gà, con đây có cả gà tre à? Có, con gà tre của bố. Đẹp phết nhỉ. Anh thích con nào nhỉ? Con này đi. Tre của bố ấy. Đây à, này các bạn nhìn này, mình nuôi cả gà tre nhìn đẹp, hơi đẹp. Đây gà, gà sống hay gà mái em nhỉ? Gà sống đúng không? Gà sống, nuôi lâu phết. Thế yeah. Cái cựa nó dài. Có mấy con? Chưa có một đôi, nhưng mà một con thịt, một con mái thịt. Mái thịt á? Ui, bắt thì nhanh á. Vâng anh. Nghe rồi anh. Con này mấy cân đấy nhỉ? Này chắc tầm 2 cân. Lướng nhỉ, lướng hay là gì nhỉ? Ngon đấy. Toàn gà các bạn, gà quê đấy. Này mình còn mấy con nữa. Con gà tre này là gà tre ấy đúng không? Trống đúng không? Con gà trống anh. Thế bảo ông mua con gà mái nữa đấy. Chưa có một đôi nhưng mà nuôi nó lâu, nhà bố cho vào thịt à? Có biết thịt không? Không. Thế đấy thịt cho. Anh biết cắt không? Anh có. Thầm nhá. Cầm cho anh. Em thầm nhá. Cứ cầm thôi, cứ cầm coi. Có nước chưa? Đây đây cắt rồi. Nước đun rồi. Em giữ ấy nhá. Thế này không chuẩn bị dao riếc, đĩa riếc. Em ơi cầm cái con dao cái đĩa này. Anh em tụi cái câu là đây là một nhà hàng xóm các bạn cũng trồng rất nhiều cây ăn quả. Quay theo đây mày quay lên xoay phát kìa. Đấy, quay các bạn nhìn nhỉ. Sai chưa? Mà đây của hàng xóm không phải nhà mình không? Zoom. Chưa dao chưa gì ăn. Dạ, cái nút ở trên này. Em lôi ra rồi. Đấy. Lại ra là thấy. Đây. Đây. Dạ em là được. Đấy, bây giờ làm món gì bây giờ nhỉ? Anh đấy, ăn gì? Anh em mình đang chuẩn bị làm món gà này. Quên mất dao. Đấy, đây là câu đoạn cắt thịt gà các bạn nhé. Tưới đi. Thiết quá nhỉ? Thôi. Này nó hơi em ngồi xuống đây. Đứng lên nó mới dốc tiết chứ. Nani. Chú thì và bố cũng cắt tiết đấy. Ừ. Gì quá. Bố cũng cắt tiết đấy. Bố đang quay video ở trên kia. Con đang chơi với chú. Đoạn này mình cắt đi thôi. Thì quay lại. Lúc mà bật hết con gà rồi lông. Bật hết con gà rồi hết lông. Thử nghiệm lại hết cả con gà mà. Cách tiếp tí, con gà bắt, tí bắt con khác nhở? Quay bắt con khác. Chỉ bắt lông cổ thôi. Các bạn nhìn thấy quay được một cái video rất là vất vả các bạn ạ. Đôi khi là quay được một cái công đoạn là thịt gà phải giết đến bao con gà. Bỏ hết lông mấy lần liền. Cho em bỏ không mà hay gì nhỉ? Không nhớ hẳn. Công công lại với cái sợ nó gãy cánh. Chưa. Sắc mà. Trước em. Mũi, ở mũi. Chưa em giữ. Mũi. Cái chỗ gần nhọn nhọn ấy. Nó mới sắc. Cái tay, cái cổ. Cái này là cái đấy 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 đấy. Chúng ta phải cắt ghét này. Đó là đun nước lên và chúng ta vào lông. Nếu đánh chất canh thì không các bạn nhỉ?
Đừng đứng lên em ạ. Em to rồi. Ui. 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 Hầm hè cho đồ. Hầm cháo. Anh móc được cái chân ra cơ. Đấy. Cái làm gà gà lưng là gà lưng thế thích làm gì? Nướng. Nướng hả? Em thấy nướng ép củi à? Không, nướng nướng than có cái vị nó bẻ đôi con gà ra nó nướng nhìn thế. Như ở đây làm gì có đồ. Không có đồ gì? Không có đồ vỉ. Ai bảo nhà mình có vỉ mà. Vỉ bé tí. Thật. Nóng phết đúng không? Nóng mà. Nóng lắm. Xem cái chân đã bóc được chưa? Xem chân bóc được chưa? Mấy cái cánh. Tôi cho hầm cháo. Tú chỉ thích ăn cháo thôi. Anh thả luôn đâu, khổ đấy. Đấy. Cái này đến 2 cân em nhỉ? Đến không? Đến. Nóng thế. Làm được bữa ăn không phải đơn giản. Hay làm gà hấp lá sen như đợt trước ấy. Con gà kiểu gì vậy? Hả? Thì mà xong rồi. Ấy, thấy chưa? Đúng rồi gì? Chuyên gia nó bảo vặt chân xong đến vặt cánh. Chịu. Người ta vặt từ trên vặt xuống. Anh vặt từ dưới vặt lên. Hết mà. Đây, đây mình là ké rồi các bạn, đây là chuyên gia chính. Ôi, toàn nước ra. Chết rồi, nước nóng quá rồi. Chết rồi, chín. Chín quá. Ờ, chín quá, nó bị tuột ra rồi. Nhúng hơi hơi quá tay tí. Băng băng gạc cái băng bó ra nó. Để anh dúng lại cái này cho các bạn. Đấy. Không phải chuyên gia nhúng nên là nhúng nó chỗ thì chín quá, chỗ thì lông không kịp dụng. Cả một nghệ thuật các bạn. Làm gà như là cái đất anh Tuấn. Anh gì cả. Anh Tuấn với thì gần cu. Hai ông vẩy vỏ con gà. Nát tươm. Một ngày không thịt được con gà. Bét. Nát bét luôn. Hôm nay là hôm nay là đến lượt anh cả Trang. Nhưng đây là do anh đúng rồi. Trang nó vặt cái này nó đơn giản. Ngày trước nó vặt mãi rồi. Thế con bảo bây giờ mới được vào là anh biết. Con này này. Mình vặt quá rồi. Con này mình vặt chân. Ôi giời. Toang cả đùi ra. Dúng thế nào nó tuốt cả cái đùi nó ra. Làm xin với các bạn là anh thứ hai đúng à. Cái này là lúc đấy thì mình chắc là cho lưỡi quá, nóng quá. Nóng, người ta phải cho thêm nước đấy vào. Mẹ, cái này phải nhúng nhanh. Nhúng nhanh, đây anh nhúng lại hơi quá tay. Thế là lột hết cả da ra như anh kiểu tắm trắng nhỉ? Anh nhúng từ cái lúc em ở đây đến lúc em đi vào kia em buột với mẹ được một câu chuyện rồi. À, con gà nó vẫn trong nồi. Bây giờ có quá ừ. Đấy, quay này quá chuẩn luôn rồi, kỷ niệm. Kỷ niệm hai năm làm gà. Anh rể thứ nhất và anh rể thứ hai làm gà. Đấy. Chuẩn bị cái ông thứ ba. Con gà thật là thảm thương. Buồn. Buồn quá luôn. Mami. Buồn quá thể luôn á. I'll have to ask my accountant about that. Này là cái này, tối. Thế không thì cho những gì? Đỗ, em chỉ biết hầm cho gạo đi. Đỗ xanh. Ờ, hạt sen. Đây là hạt sen. Ừ, coi thôi, bỏ qua cái đấy. Bạn cho cảm nhận khi mà làm gà. Một cái gà bốn. Hay nhau, bốn lần bốn lần. Rất nhiều công đoạn làm gà và đây là công đoạn cuối cùng để tôi cho thiện nốt. Bạn lông một người. Cái xong chưa? Chắc được đấy nhỉ? Gà chín quá. Cắt chân đi, cắt chân đi. U mổ đi. Cưới chân 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 đi.
là công đoạn làm một món con gà này nó đâu có dễ, trải qua bao nhiêu công đoạn, nó không đơn giản. Các bạn tiếp theo lại một người khác làm các bạn ạ. Đấy các bạn, làm một cái thịt con gà này nhiều công đoạn lắm. Đây là mới công đoạn thứ 2, thứ 3 thôi. Chưa phải công đoạn cuối cùng rồi các bạn ạ. Gì các bạn làm đấy? Không để tú. Làm sao mờ mòi em. Bao nhiêu năm trong nghề. Hôm nay được học lại à? Hôm nay được học lại. Ôn lại bài cũ. Đấy, các bạn nhìn rất chuyên nghiệp. Anh tưởng mở đến đuôi chứ. Đây, đây là em mở. Thế vừa em mở cái gì ở trên đấy? Để cho nó rút nó dễ. Đấy, các bạn phải nhớ cắt cái chân đấy nhá. Thôi sau này nó mà thất nghiệp về, mở quán được. Gà này các bạn có thể làm được rất nhiều món các bạn. Đấy, nếu như các bạn có thể hầm này, rang này, hoặc là nướng này. Đấy, hoặc là nấu xáo này đấy. Rất nhiều món. Cái đi hầm bỏ nồi to này hay là nồi bé kia, nồi kia. Nắp câu đoạn tiếp theo các bạn ạ. Bây giờ đây, nồi áp suất đây à? Tí nữa tô, tí nữa ăn bắc ra ngoài rồi. Đúng rồi. Rồi mới. Toàn chuyên gia làm gà các bạn, nhưng mà cái xoong bé quá không vừa. Đây lần đầu làm gà hầm vào cái kết. Đây em cắt ra anh cái đấy, đúng rồi. Đấy, lại có lợi khác. Đấy, các bạn chuẩn đi, đấy. Chắc luôn. Rồi, ok, bắt đầu mở vào đây. Tôi cho vào đấy. Không được cơm, có thôi chứ. Không có cáo, ăn cái nào nào. Cơm, có. Thế thì quá sớm rồi mà cua. Chan này không ngon. Đấy. Thôi không lại tiếp theo anh làm cho Tú cầm chân. Bây giờ các bạn cho chạm vô đũa vào này. Đấy, đây là những công đoạn sơ chế bắt đầu xong các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào hầm các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể dùng cái xoong lồi áp suất ấy, hoặc là cái xoong ga cũng được. Mình tiện có cái lồi áp suất thì mình bỏ luôn. Nó hơi bé một chút. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây và bỏ nước vào. Chắc là khoảng độ 20 phút nhỉ? Đấy 20 phút không? Tầm 15-20 phút đấy. Ờ đấy, theo tầm đó là mình mời các bạn thưởng thức món gà hầm của mình nhá. Thực ra thì cái này ấy, nó còn có nhiều những cái gia vị khác hơn, nhưng mà mình làm nhanh tại vì nó cũng tối rồi các bạn ạ. Nên là chắc là chỉ bỏ như này thôi. Đấy. Thì cái nguyên liệu chính của nó thì gồm có gạo lếp này và cái đỗ xanh ấy. Đấy, còn gà thì các bạn biết rồi. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bỏ vào trong và tiến hành hầm các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể hẹn giờ để chín thì các bạn nó tự ngắt các bạn nhé. Sau khi mà đã nấu xong cái gà hầm, các bạn lưu ý cái nồi áp suất lượng khí ra rất là lớn, nên các bạn khi mà mở cái lắp này nhé, hết lưu ý.
Sau khi mà đã chế biến xong cái món gà hầm này các bạn này, đấy các bạn nhìn thấy rất là ngon, nóng đúng không? Đấy. Đang cầm cho. Ôi, ngon quá các bạn. Toàn món ngon thôi các bạn ạ. Đây là món đậu sốt này các bạn này. Đấy, đây là món mướp xào này, thịt gà rang này, đấy, thịt gà hầm này, đấy, canh khoai, rau thơm. Toàn món ngon các bạn ạ. Đấy. Đây là cơm chiều các bạn ạ. Đấy, nhà bạn cùng thưởng thức cơm chiều với mình nhá. We'll be right back.